xưa ở một nơi đồng quê bát ngát. Mẹ cứ có hai chị em cần được cha thật là tâm cảm từ mùa âu thơ tấm đa mơ về hơi ấm tay nhà sắp có ngày tăng thân này gần giữa có thể nơi ấm em xin được ra đời tôi đã có thương mình tuôn cả cho thân phận đời có tâm vui cho hay xa nhà sống cho hay la cả không quan tâm ai trời ơi con cả Thank you.